Dạ, Suka là nghĩa là gì? Dạ anh ơi, cái tên của em nó được biến hóa từ cái con nhân vật là hình Suka của Nhật á. Tên là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Thích được nấu ăn, thích được đi ra ngoài ăn và thích được ăn mà không cần phải làm gì hết. Thế là sao? Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là anh Tú. Hiện tại đang là diễn viên tại nhà hát kịch. Thì sở thích của mình là ca hát. Ca hát luôn hả? Hát thử cho. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Thử hát thử vỗ tay luôn. Thì sở thích tiếp theo là ăn uống. Thế em mới đến chương trình này để mà nhờ ông Hoàng tư vấn cho mình về những cái đồ ăn dinh dưỡng hơn. Quên giới thiệu cho các bạn, tôi, ông Hoàng, hạnh phúc. Bởi vì sao? Không cần biết đội nào thắng, đội nào thua. Tôi luôn luôn là người ăn đầu tiên. Rồi, tiếp tục đi. Mình là Diệu Nhi, diễn viên tự do, sáng giờ chưa ăn gì hết. Cho nên hy vọng bữa nay vượt qua các phòng thi thì Nhi sẽ được ăn. Đây là thành viên tiếp theo của đội em. Em là Cảm Như và nghề nghiệp của em là diễn viên. Và em cũng đã cố gắng nhịn ăn từ qua tới giờ. Em hy vọng là em có thể ăn uống được. Tại vì em cũng có nghe nói là nếu mà thi không đậu thì không được ăn và chỉ được nhìn thôi. Thì em cảm thấy rất là đau đớn. À, giờ tới em. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Vuka. Dạ, Vuka là nghĩa là gì? Dạ anh ơi, cái tên của em nó được biến hóa từ cái con nhân vật là hình Suka của Nhật á. Là nickname thì rất là dễ thương. Đúng. Đúng không? Nhưng mà một cái tên gọi là một cái tên nghiêm túc thì nó hơi kỳ. Hay là bây giờ giới thiệu tên thật của em cho mọi người cùng biết đi. Đúng chính xác. Và sau đây chúng ta sẽ được biết tên thật của Suka. Em tên là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ. Trời ơi, cái tên gì mà Cẩm Thơ hả? Dạ. Thơ nói gì đi Thơ? À, dạ, dạ em tiếp nha. Hiện tại em đang là diễn viên tự do. Sở thích của em đó là em thích được nấu ăn, thích được đi ra ngoài ăn và thích được ăn mà không cần phải làm gì hết. Thế là sao? Ý của Thơ chính xác là như vậy nè, có nghĩa ăn mà không cần phải làm gì hết. Tú nằm ra đây cho là sao? Rồi đó, đút vô ăn vậy thôi. Không phải làm gì hết, có nghĩa là dù em tới đây em ngồi đây nè, lát em chơi xong cái em ăn nè. Thôi nè, cái đó sở thích của người ta, không có được quyền bình luận. Chơi hỏi nè, là mình tới đây mình ăn hay là mình nói chuyện tới giờ mình vậy? Chơi nè. Thôi mấy đứa nói chuyện đi, khi nào xong kêu tôi dậy. Vâng, như vậy là coi như là cái phần giới thiệu đã xong. Nếu chúng ta còn tiếp tục có thể là 2 tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Hay là bó lên khoay nhiều quá, cho nên em cũng đua đòi thêm vô em làm. Để em 36 tuổi. 36 tuổi hả? Em xóa luôn, em nghỉ chơi ứng dụng đó luôn. Và chúng tôi cũng thử cái ứng dụng đó rồi. Đây là sau khi chúng tôi đã khảo sát ứng dụng. Đây có lẽ là ứng dụng thông minh nhất năm 2015. Nhìn tấm hình là biết là một người phụ nữ trưởng thành, có khoảng 3 con rồi đó. Hòa thì Hòa bắt đầu làm đạo diễn. Là đạo diễn là người ta cần trải nghề nhạc. Về gương mặt Tú rất đẹp trai, về ăn mặc rất là sành điệu. Và đó là lý do ứng dụng của chúng tôi lựa chọn số tuổi của bạn. 35. Em có 22, 23. Khuyến cáo với quý vị, đừng bao giờ nhìn hình trên Facebook mà tin ở ngoài đời. Quá đẹp. Về hình ảnh quá đẹp. Đói đói diễn viên Tố cờ cơ. Không. Ê, còn... chụp cái mặt nó đơ quá kìa. Tố chỉ muốn em giải thích là cái nét đó là cái nét gì của em vậy Tố? Cái nét gì ngộ vậy? Cái này giống như sao chụp hình vui vậy? Dạ xin hỏi, bây giờ tôi nhìn Diệu Nhi, tôi nói thật lòng, tôi rất thích Diệu Nhi. Hay là chương trình. Số tuổi Diệu Nhi hiện tại là bao nhiêu? Dạ em 24 tuổi. Ồ trẻ, trẻ quá vậy. Vậy tại sao? Chẳng lẽ ứng dụng này hư sao? Lắc. Quên. Ủa không anh ơi, tại sao thường đó, người ta là cái khung bắt cái mặt mà nói là bắt cái da vậy anh? À, đánh giá về làn da. Là chỉ có những người 30 tuổi da như thế này. Dạ. Nhưng mà không, rất đẹp, rất trắng. Anh ơi, anh Giang ơi, anh nhìn thôi hạn chế đụng á anh. Không, anh không chẳng những đụng, anh còn hôn nữa cơ. Ông Hoàng có thể nào cho tụi em chụp một tấm hình rồi để so sánh tuổi tác thật sự của ông Hoàng coi có đúng hay không? Vâng, tôi rất sẵn lòng. Và bây giờ chương trình đến đây là kết thúc rồi. Về sau là đội nó sẽ thua. Đúng rồi. Ăn nhanh lên mẹ. Ăn một tiếng cho.
Trời đi ăn cũng có cách cơ đơ nữa. Gì gì gì? Trời ơi, cái gì? Vâng, như vậy là hai đội đã kết thúc phần ăn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem video clip để tìm đáp án. Xin mời. Do nó cộm đến căng này có gì đó. Các bạn được hai lần trả lời. Dạ. Đội chiến thắng sẽ là đội dùng bàn tiệc chung với lại ông Hoàng và anh Bạch Long. Xin mời. Xin mời các bạn. Em nghĩ là món gân bò hấp gừng á, nó giống như là một cái vị thuốc rồi. Người ta hay dùng gừng để mà chế biến tất cả những món ăn để mà giữ được những cái chất trong cái nguyên vật liệu. Đó là sự lựa chọn cuối cùng của đội. Rồi, gân bò hấp gừng là sự lựa chọn của các bạn. Xin mời các bạn trả lời. Bạn có quyền trả lời một lần nữa. Dĩ nhiên đã loại trừ hai món rồi. Dạ, em nghĩ là tỏi. Lý do? Khi trong dân gian mình cũng thuốc à, bài thuốc à? Dạ, làm được nhiều bài thuốc. Nói chung là tỏi nó rất là tốt và nó sẽ không làm ảnh hưởng đến những cái chất ở trong những cái thức ăn của mình. Đó là câu trả lời của các bạn. Chúng ta hãy xem clip. Có gì nào không được ăn không? Có gì nào ngồi nhìn hết rồi. Thành ơi, chú em hấp nước Thành ơi. Cái âm thanh nó hấp dẫn nhưng mà cái môi cho em hấp dẫn lắm. Thơm lắm anh. Cái gừng nó thơm thoang thoảng nhưng mà nó vô cái nước luôn rồi. Mà cái nước nó lại thấm vô cái gừng nhanh. Bây giờ em cắn miếng gừng nè. Anh không tin, anh ăn một miếng em mới coi. Phải tin, anh phải tin, anh phải tin. Cho em miếng gừng. Thôi. Đói lắm mấy người, đói lắm rồi. Đừng có nói gì hết, im lặng mới nghe người ta ăn được. Gân bò muối cốm, cái này ngon á. Ngon. Nói chung là cái món này nó ngon lắm. Mình ăn vô cái vị gân bò mình vẫn còn giữ được. Ở ngoài nó có áo một bò hay sao á. Có mùi nước cốt dừa. Đúng rồi. Anh thấy mùi hè không? Không đòi. Alo, chúc mẹ về mẹ nấu cho con hai nồi vịt tiềm đậu đỏ nha. Dạ. Có hàng bạn con lấy ăn nữa. Này, cái này là chúng ta dùng chung với mì. Ô, cái nước ngon quá. Cái nước nó thơm quá. Ồ, thơm quá. Nó giống như là gà ác kìa. Mẹ ơi, ngon quá. Ngon quá. Ngon đến cạn lời, không biết nói gì nữa. Thơm quá. Bỏ rau vô nè. Trời ơi. Hè đâu hết rồi. Anh kêu em vô anh nấu cho nồi cháo đi anh. Em là bé hè nè. Chú Long. Con thì con hồi nhỏ con thích chú Long diện lắm á. À, giờ chú Long thích con lắm. Chú thích mà chú đang ngồi ăn mà con đứng nhìn hết trời. Thích gì đâu. Dạ, về. Thôi về chỗ đi Thành. Dạ. Đừng có làm nhục với Thành ơi. Tu. Trời. Trời ơi. Tu. Đầu bếp ác không? Trời ơi cái đuôi. Dịch mà. Ủa đi Thành, ủa cho con đi Thành. Em còn biết á, đậu đỏ khi mà mình luộc lên á, mình lấy cái nước của đậu đỏ mình uống á, là mình vừa giảm cân mà vừa đẹp da nữa. Đúng rồi. Chương trình của chúng ta sẽ có những bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. La Thành yên tâm đi, rồi bạn sẽ còn được ăn xà lách, dưa leo nữa, chưa bị riêng hẹ đâu. Chúng ta cùng nhau bước tới nguyên liệu. Em không có được ăn á anh, nhưng mà để chén đũa để làm gì anh, kích thích hả? Vậy nó kích. Ông Hoàng hỏi em câu hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi em bất cứ một cái gì trong cuộc sống này á anh. Nếu anh yêu em có chịu không? Thêm nước sốt đất vô ăn cảm giác nó mát mà nó thơm cái kiểu mà của rau củ á, nó không có bị kiểu thịt cháo quá. Hai món đường trời không ngon bằng những món này. Bánh tai yến và bánh gấc. Mời ông Hoàng trước, màu đỏ ăn cái màu đỏ luôn. Nói thiệt với mọi người, đây là cái bữa ăn đầu tiên mà tôi thấy không có sự ganh ghét gì ở đây hết. Cái bánh này là em thích ăn từ nhỏ tới bây giờ. Bánh này điển hình chiên rất nhiều dầu nha, nhưng mà ăn nãy giờ là không thấy dầu. Sao nổ bóng vậy? Cái này Mỹ không có món này. Tại vì cái này á là bột gạo. Ở Việt Nam thì thích xài bột gạo. Thật ra cái bánh này tôi nhớ là cái tuổi thơ tôi hồi nhỏ. Thì tôi hay tụ họp mấy đứa em bé con nít đó chơi là cái bắt cái chảo á. Rồi bỏ trứng vô cái quay đó chiền ăn bánh này. Sao tuổi thơ anh sướng quá vậy? Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là những món ăn lưu giữ tuổi thanh xuân. Và có những món ăn đó là gân bò thì nó chứa nhiều collagen. Món thứ hai là đậu đỏ là giúp chống oxy hóa rất là tốt. Cuối cùng là gạo lứt mang lại sự tươi trẻ cho làn da. Người chiến thắng là người có quyền nhận được phần thưởng 10 triệu đồng.